Nó là ở lưu trú hơn 300 con, nó hầu như là ban ngày đi ăn và nó đậu vòng vòng bên ngoài, tối về tập trung là chỉ ngủ cây đó thôi. Theo đại diện cơ quan kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, những con chim này chính là loài chim lớn trong họ cổ rắn. Điểm nhận dạng là chúng có cổ dài và mảnh rẻ, tạo ra bề ngoài tương tự như những con rắn khi bơi dưới mặt nước. Lý do khiến loài chim này chỉ kéo về đây sinh sống là bởi hòn đảo nhỏ này hoàn toàn biệt lập với con người. Thêm vào đó, môi trường và nguồn thức ăn trong hồ dồi dào, rất phù hợp với loài chim này. Bắt đầu mùa tập trung về sinh sản là tới tháng 7, tháng 8 là rất nhiều, khoảng 300-400 con ăn bên ngoài và bên trong hồ và tắm rửa buổi chiều, trưa hoặc chiều tối là hay xuống tắm và bắt cá đây rồi là đút cho con ăn và sinh sản. Đại diện khu du lịch Bửu Long cho biết, loài chim cổ rắn đã xuất hiện tại đây từ năm 2005. Số lượng ban đầu là 15 cá thể, đến nay đã tăng lên 300 cá thể. Đáng nói là loài chim này thuộc nhóm 1B, quý hiếm, được ghi nhận trong sách đỏ của Việt Nam, đang bị đe dọa tuyệt chủng nguy cấp. Vì số lượng còn rất hạn chế ngoài tự nhiên, do môi trường sống hoặc do săn bắn trước đây, hiện lực lượng kiểm lâm đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan theo dõi biến động của đàn chim.